sẽ được gửi lời cho quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Chuyện của Sao, một những chương trình luôn luôn cập nhật những tin tức xoay quanh giới giải trí. Và để bắt đầu nghe với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật ngay giờ chiếu của chương trình nhé. Ở trong băng tầng 57.11 thứ năm vào lúc 3 giờ chiều và chủ nhật vào lúc 7 giờ tối. Băng tầng thứ hai chuyên vị khán giả nào San Jose 16.11 thứ tư vào lúc 1 giờ chiều và chủ nhật vào lúc 9 giờ tối. Và chúng ta sẽ bây giờ thì ngay lập tức sẽ đi một vòng sang Hollywood Xem xem là trong suốt tuần lễ vừa qua Hollywood có những tin nóng hổi nào nhé Cụ thể vừa qua thì ở Hollywood gần đây nhất đó chính là ảnh hậu trường mới của nữ diễn viên Lily Collins trong bộ phim Emily in Paris phần 2 gần đây đang gây báo động bởi vì bởi vì cô quá ốm cho nên là những cái bộ quần áo khi mà cô mặc ra lộ những cái phần xương mà được gọi là rất là gầy gò khiến cho khán giả cảm thấy đáng lo ngại. Sau thành công của phần 1 thì bộ phim Emily in Paris với nữ ca, những diễn viên um, uh, Lily Collins thủ vai chính bắt đầu ghi hình phần 2 vào những ngày tuần ngày qua. Hình như và những hình ảnh hậu trường đầu tiên được hé lộ vô tình khiến cho cư dân mạng mặc dù rất là háo hức nhưng mà vẫn mong chờ một màn tái xuất rất là đẹp đẽ của Lily Collins nhưng mà trái lại với những gì mà mọi người kỳ vọng thì có vẻ như là Lily Collins khiến cho mọi người lo lắng nhiều hơn bởi vì cô gầy đến đáng thương chưa dừng lại đó thì dù loạt hậu trường chưa qua chỉnh sửa nhưng mà Lily Collins vẫn khiến khán giả cảm thấy rất là choáng ngợp bởi vì vẻ xinh đẹp của mình, mặc dù là không cần qua Photoshop. Khán giả dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên nhiều hơn, mặc dù đã sang tuổi thứ 32 nhưng mà nữ diễn viên vẫn có thể rất xinh đẹp mà có như không nhìn ra là đây là 32 tuổi. Tuy nhiên thì nhìn kỹ thì cô có vẻ như là gầy gò khiến cho cư dân mạng cảm thấy là có phải là cô đang quá ép cân để cho bộ phim sắp tới hay không? Và hiện tại người hâm mộ cũng đang rất là lo lắng và xót xa. Vì quá gầy cho nên là những bộ trang phục cô thể hiện trước ống kính, mặc dù là những trang phục khoét sâu, nhưng mà Lily lễ thường bị lộ ra một vùng xương ngực và cổ khiến cho khán giả cảm thấy là quá ốm và khiến cho cơ thể của cô nhìn thiếu sức sống. Bên cạnh đó thì việc sụp cân nghiêm trọng khiến cho da mặt của nữ diễn viên mất đi độ đàn hồi và căng mịn như lúc trước và một các fan cũng đang lo lắng khi mà chứng kiến body của cô sụt giảm nghiêm trọng như vậy. Lily Collins đó giờ là một nữ diễn viên có một thân hình khá là vừa phải, chuẩn không quá ốm nhưng mà cũng không quá mập. Nhưng mà gần đây thì cô lại khiến cho cư dân mạng lo lắng nhiều hơn về vấn đề body của mình. Và thật sự một số cư dân mạng cũng bình luận như sau: Cô ấy thật sự quá gầy rồi. Tôi ghét phải bình phẩm về cân nặng của người khác nhưng mà Lily gầy quá rồi. Ngực và cánh tay của cô ấy gần như là gầy đến trơ xương. Cô ấy gần đây phải khiến cho người hâm mộ xem mất tập trung ở mùa 1 và bây giờ chẳng có gì thay đổi cả. Trời ơi, ai đó mua cho ấy một chiếc pizza được không? Tội nghiệp Lily nhìn cô ấy quá gầy, mong rằng là cô ấy vẫn khỏe mạnh. Điều này khiến cho cư dân mạng cho rằng là mặc dù là Lily Collins vẫn mong là quay trở lại phần 2 trong bộ phim Emily in Paris được chiếu trên Netflix nhưng mà cũng hy vọng rằng là nữ diễn viên sẽ giữ sức khỏe nhiều hơn để mà có thể đảm bảo được số cân nặng hoặc là thậm chí là đảm bảo được sức khỏe của mình nhé và chúc cho Emily in Paris phần 2 quay thành công thuận lợi và có thể lên sóng Netflix trong thời gian sắp tới nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin tiếp theo. Thì trong suốt tuần lễ vừa qua, khán giả, gọi là thậm chí cư dân mạng đang nháo nhờ lên một thông tin rất là nóng hổi. Đó chính là Bill Gates và vợ của ông, đó chính là Melinda Bill Gates, đã thông báo rằng là họ đã ly hôn sau 27 năm chung sống, gần hơn 3 thập kỷ ở bên nhau tuyên bố của cả hai được đăng tải trên Twitter. Trong đó thì họ cũng nói như là không còn tin rằng có thể phát triển cùng nhau như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Và hai năm trước, cả hai cùng xuất hiện trong một loạt phim tài liệu của Netflix mang tên là Inside Bill's Reign, Decoding Bill Gates. Nội dung chủ yếu xoay quanh công việc từ thiện của Bill Gates, nhưng mà đồng thời cũng làm sáng tỏ mối quan hệ của cả hai trong một thập kỷ dài vừa qua. Được biết rằng là nhiều tin đồn đồn đoán loan truyền ở trên mạng cho rằng là trong số đó, nghi vấn là người xuất thứ ba xuất hiện là nhiều nhất. Bởi vì cho rằng là những ngày qua bên cạnh người bạn gái cũ 70 tuổi của Bill Gates là bà Anne Winblad, thì một người phụ nữ khác cũng bị đồn thổi là liên quan đến cuộc hôn nhân có trị giá 146 tỷ đô USD Mỹ, đó chính là cô Shelly Wang, 36 tuổi. Được biết thì là Shelly là một nhân viên phiên dịch cấp cao của quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates cô thường xuyên xuất hiện cùng nhà sáng lập microsoft trong các sự kiện phiên dịch tiếng trung và nhiều chuyến công tác khác của ông cho nên là hiện tại cô đang định cư tại Seattle, ở Mỹ và đặc biệt là chưa kết hôn và là một phiên dịch chuyên nghiệp với nhiều thành tích xuất sắc. Cho nên điều này khiến cho nhiều người cho rằng là liệu cô gái này có phải là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của cả hai người hay không. Ngoài quỹ Bill và Melinda Gates thì Charlie còn làm việc cho một đại học danh tiếng đó chính là Yale và Harvard. Đồng thời thì cô cũng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khi mà sở hữu một số tại nhà hàng tại Mỹ. Hiện tại thì được biết rằng là khi mà đối mặt với những lời đồn thổi bên ngoài thì ngày 5 tháng 5 vừa qua Shirley đăng tải trên trang Weibo cá nhân của mình như sau. Tôi vốn tưởng rằng là những kinh tăng tin đồn vô căn cứ này sẽ tự động biến mất nhưng mà không ngờ là được đang truyền điên cuồng đến như vậy Cảm ơn mọi người đã quan tâm và cảm ơn những ai đã đứng lên giúp tôi đính chính tin đồn thất thiệt trong vài ngày vừa qua có thể thấy là hiện tại việc ly hôn của tỷ phú Bill Gates và vợ của ông không còn liên quan gì đến cô Sally Wang này nữa. Mặc dù là đã cố ý im lặng để mọi chuyện trôi qua, nhưng mà có vẻ như là cư dân mạng vẫn không cố tình tha cho cô. Không biết rằng là thông tin sắp tới đây, cư dân mạng sẽ còn tìm ra được những thông tin nóng hổi nào nữa. Nhưng mà được biết thì mặc dù là ly hôn nhưng mà cả hai vẫn tiếp tục hợp tác với nhau trong công việc. Bởi vì được biết là vợ của ông Melinda Gates cũng đã tham gia vào tập đoàn Microsoft Work được biết rằng là sắp tới đây thì cả hai cũng sẽ tiếp tục làm việc với nhau hy vọng rằng là cả hai sẽ giải quyết công việc ổn thỏa nhất để mà có thể cùng nhau xây dựng microsoft nhé Chúng ta sẽ chào tạm biệt với Hollywood trong suốt tuần lễ vừa qua, quay trở lại với châu Á. Trong suốt tuần lễ vừa qua thì châu Á vừa đón nhận một số thông tin rất là nóng nóng hổi liên quan đến việc là một công ty giải trí nổi tiếng YG Entertainment đang lao đao với vụ bê bối Burning Sun trước đó, tức nghĩa là một số vụ buôn bán mại dâm hay còn gọi là buôn bán gái bất hợp pháp. Tuy nhiên, thì vừa qua nhất, ngày 5 tháng 5 vừa qua, một trong những đài truyền hình nổi tiếng SBS News đã cáo buộc là, là YG Entertainment giao dịch cổ phiếu nổi gián hay còn gọi đây còn gọi là một trong những cuộc giao dịch không hợp pháp. Theo SBS thì nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của YG, trong đó có cả CEO hiện tại đó chính là Hoàng Bo Kyung đã bị bắt quả tang trong cuộc giao dịch cổ phiếu nổi gián. Theo kết quả điều tra vừa qua, thì CEO hiện tại của YG đã mua lại cổ phiếu dành cho nhân viên bằng tên của quản lý cấp dưới đó chính là quản lý Kim. Sau đó thì Hoàng Bồ còn nhờ bạn của chồng tuyển riêng cho một quản lý Kim để mà mua cổ phiếu. Lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu này sẽ là nhằm cho tài khoản của Kim và dùng để chi trả cho sinh hoạt phí và tiền xây dựng. Sau nhiều năm thì hiện tại Hoàng Bồ Khương là giám đốc điều hành của công ty YG, còn quản lý Kim cũng thăng chức làm CFO tức nghĩa là giám đốc tài chính. Trước đây thì cựu CEO của công ty YG đó chính là Yang ja Min Suk, em trai của Yang Hyun Suk cũng đã từng mua cổ phiếu nội gián dưới tên của nhân viên họ Ha. Giao dịch cổ phiếu này được thực hiện bằng tài khoản của ngân hàng của họ Ha. Hiện tại thì phóng viên SBS không thể liên lạc được với CEO Hoàng Bo Hyun và quản lý Kim. Một đại diện của YG giải thích với cục thuế rằng là nhu cầu cổ phiếu của nhân viên công ty khá thấp nên chúng tôi hoàn thành giao dịch bằng cách mượn tên. Điều này gây gián đoạn nguồn vốn và ảnh hưởng tài chính của công ty. Tuy nhiên thì cục thuế quốc gia vẫn không chấp nhận trên lời giải thích này. Hiện tại thì công ty YG Entertainment đang sở hữu rất là nhiều những nhóm nhạc nổi tiếng như là Blackpink, thậm chí là Big Bang một trong những nhóm nhạc nổi tiếng đình đám không chỉ là ở Hàn Quốc mà còn ở cả thế giới nữa sắp tới thì cũng có vẻ như là big bang cũng cho được phép rằng là sẽ quay trở lại với khán giả trong một thời gian sắp tới không biết rằng là có đủ năm thành viên hay không hay là vẫn bốn thành viên bởi vì một trong năm thành viên của big bang đó chính là sunri đã vướng phải là một trong những người gọi là vướng phải rất là nhiều những scandal xoay quanh câu chuyện Burning Sun nhưng mà có vẻ như là vì gia thế hoặc là thậm chí là có người chống lưng cho nên anh chàng ca sĩ này thì có vẻ không sợ gì cả mà vẫn đứng lên cáo buộc mọi tội lỗi của mình được biết rằng là khán giả cũng khá là không hài lòng với anh chàng này. Tuy nhiên thì một số người hâm mộ của Big Bang vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó Big Bang vẫn có thể tái hợp lại với nhau trên sân khấu cũng giống như là trên màn ảnh. Còn công ty YG Entertainment mặc dù trong suốt thời gian vừa qua luôn luôn vướng những tin đồn gọi là một là scandal xoay so quanh câu chuyện uh, cổ phiếu, hai là những câu chuyện là quản lý nghệ sĩ không được tốt cho lắm, hay thậm chí là để nghệ sĩ vướng vào những scandal không đáng có như là Burningson gây sốt trong suốt thời gian 2017 tới 2019, thậm chí là kéo đến 2021. Cho nên là hiện tại, YG Entertainment cũng là một trong những công ty khiến cho khán giả phải lắc đầu ngao ngán. Nhưng mà trước khi đến với những thông tin tiếp theo, thì Ngọc Ánh sẽ tạm thời nghỉ lao cho phút quảng cáo nhé. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888 680 6689 là Cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình chuyện của sao. Thì hồi nãy mình đã vừa đi qua một câu chuyện xoay quanh một công ty giải trí YG Entertainment, một trong những công ty mà phải nói là có rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng đầu quân vào trong đây. Nhưng mà cuối cùng hiện tại công ty lại vướng vào những scandal không đáng có, gây ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng về tài chính cũng giống như là danh tiếng của công ty. Nhưng mà thôi hy vọng rằng là công ty sẽ sớm đưa ra một lời giải thích thỏa đáng nhất cho khán giả cũng giống như là người hâm mộ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin tiếp theo xoay quanh Trung Quốc trong suốt tuần lễ vừa qua. Trong suốt tuần lễ vừa qua thì một số thông tin cho rằng là có một nữ diễn viên hạng A đang hẹn hò cùng với đồng nghiệp của mình. Vừa mới đây nhất thì thông tin được biết rằng là trang QQ đưa tin thì netizen xứ Trung đang truyền tay như một tin đồn cực kỳ hot liên quan đến một nữ diễn viên hạng A sở hữu hơn 50 triệu followers trên mạng xã hội lộ chuyện hẹn hò. Cụ thể thì trong khi mà nhiều người đang mãi tìm kiếm những số lượng ngưỡng ai có số lượng follow khủng đến như vậy thì được biết rằng là Sinet đã nhanh tay hơn tìm ra nhân vật đó, đó chính là nữ diễn viên Lưu Diệt Phi. Một blogger đã chỉ ra rằng Lưu Diệt Phi có thể đang hẹn hò cùng với một đồng nghiệp cộng tác lâu năm của mình liên quan đến nhiếp ảnh gia Lưu Kiện An. Cả hai có rất nhiều hình ảnh chụp chung với nhau, thậm chí là Lưu Diệt Phi còn đăng tấm ảnh đi chơi khi có cả gốc chụp lẫn đôi giày giống hệt với nhiếp ảnh gia này. Trên mạng xã hội thì nhiều netizen bàn tán rất là rôm rã như sau. Nếu là thật thì cũng rất là ủng hộ cho Lưu Diệt Phi. Cô ấy cũng đến tuổi lập gia đình rồi mà. Mong cô ấy tìm được một hạnh phúc khác. Là đồng nghiệp lâu năm đúng không? Nếu vậy thì dễ nảy sinh tình cảm quá rồi. Có vẻ như là giống một cặp đôi đang cố tình hẹn hò và tung nhiều hình nhiều hơn lên mạng xã hội. Nhiều từ khóa của Lưu Diệt Phi hiện tại đang đứng trên top 5 tìm kiếm ở trên Weibo. Và việc này khiến hiện tại cô vẫn chưa đưa ra bất kỳ một thông tin phản ánh nào. Trước đó thì mặc dù là nhiều lần vướng vào những tin đồn như là bí mật kết hôn cùng với nhiều nam tài tử nổi tiếng như là Hồ Ca, Lý Dịch Phong và cả Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên thì cô từ chối đưa ra những bình luận này và những thông tin truyền tay nhau tiếp tục trên mạng xã hội. Và vừa mới đây nhất thì thông tin này khiến cho cư dân mạng cũng cảm thấy hoang mang khi mà vừa qua họ tìm ngay được là nữ diễn viên Lưu Diệt Phi này có những thông tin cũng như là hình ảnh rất là đặc biệt. Không biết rằng có thật hay không nhưng mà nếu có thì cũng chúc mừng cho những nữ diễn viên Lưu Diệt Phi. Hy vọng rằng là cô sẽ tìm thấy được một bến độ hạnh phúc của mình nhé. Và chúng ta cũng sẽ chào tạm biệt với châu Á trong suốt tuần lễ vừa qua. Quay trở lại với Việt Nam xem xem là Việt Nam trong suốt tuần lễ vừa qua có những thông tin nóng hổi nào. Cụ thể thì vừa qua Việt Nam vừa mới đón nhận thêm một thông tin mới đó chính là nam diễn viên Minh Nhí bị tố là lạm dụng tình dục qua việc là tuyển dụng nghệ sĩ bằng tung bằng cách là tung hàng loạt bằng chứng trao đổi liên tục. Cụ thể như là diễn viên tên lịch có một diễn viên tên là Tuấn Nguyễn đã tung ra một đoạn tin nhắn tố cáo rằng là Minh Béo gạ gẫm, xúc phạm và có những lời lẽ nặng nề cũng như chia sẻ đáng chú ý của công chúng trong suốt tuần lễ vừa qua. Vào ngày 5 tháng 5 thì một diễn viên Kim Producer Tuấn Nguyễn đăng tải một dòng trạng thái khá là dài trên mạng trang cá nhân đính hàng loạt theo những tin nhắn đi kèm nhằm và tố diễn viên Minh Béo. Cụ thể thì Tuấn Nguyễn khẳng định rằng là Minh Béo lạm dụng tình dục thông qua việc là tuyển dụng nghệ sĩ. Anh còn tung ra hàng loạt tin nhắn được cho rằng là trao đổi trực tiếp cùng với Minh Béo trên Facebook cá nhân. Qua tin nhắn này có thể thấy là Minh Béo là người đã chủ động liên hệ cùng với Tuấn Nguyễn, nhưng mà lại thay đổi thái độ sau đó khi mà nam diễn viên trẻ có phần đối chất và tố cáo sau buổi hẹn họ sau buổi phỏng vấn. Và sau đó thì Minh Béo cũng dùng những lời lẽ khá là thô tục đối chất với Tuấn Nguyễn hiện nay bài đăng đang được gây sốt với công chúng rất là nhiều ngay lập tức thì một số uh, khán giả cũng giống như là một số phóng viên cũng đã liên hệ cùng với nam diễn viên tuấn nguyễn để làm rõ việc thực hư anh cho biết rằng là hàng loạt tin nhắn tố cáo được đăng tải lên trang cá nhân phía của minh béo vẫn chưa có động thái gì cả tuy nhiên thì anh cũng tin chắc rằng là minh béo cũng sẽ phải chịu những hậu quả cho việc làm sai trái của mình hiện tại một số phóng viên vẫn đang cốt liên lạc cùng với đại diện của minh béo nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ một phản hồi nào Tài khoản của Tuấn Nguyễn đúng là một tài đúng là khi đăng tải lên thì chính xác được xác nhận, đó chính là tài khoản của nam diễn viên Minh Béo. Khi mà thông tin khá là rõ ràng cũng giống như là đưa ra những thông tin rất là hợp lý. Trước đó thì nam diễn viên Minh Béo từng bị cảnh sát ở quận Cam Orange County của chúng ta, đó chính là nam California bắt giữ. Hiện tại với truy tố với 3 tội danh quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ em vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một trẻ em dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ em nhỏ để thực hiện hành vi trái phép. Và trước ồn ào cáo buộc này thì Minh Béo vẫn không hề lên tiếng mà còn giữ thái độ bình thản tiếp tục đăng tải thông tin tuyển diễn viên trẻ. Thậm chí là còn nhấn mạnh như sau, cảm ơn mọi người đã truyền thông PR giúp công ty, lại nổi nữa rồi. Chính những hành động này đã khiến cho nhiều người bức xúc và cho rằng là Minh Béo đang cố tình thách thức dư luận. Trước đó thì những tin nhắn của Tuấn Nguyễn Minh Béo cũng khẳng định như sau, càng đăng thì càng nổi thôi em ơi. Cứ nhắn qua nhắn lại, coi đứa nào nổi hơn. Em có đăng cả đời thì cũng không nổi đâu em. Hiện tại thì vẫn không đưa ra bất kỳ một thông tin nào xoay quanh câu chuyện Minh Béo. Đại diện cũng giống như Minh Béo cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về phía của phóng viên. Nhưng mà nếu như thật sự là như vậy thì mong khán giả cũng giống như là từ phía công an điều tra cũng có thể tìm hiểu kỹ càng hơn bởi vì việc này cũng có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đối với khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin tiếp theo. Thông tin này thì một thông tin rất là vui. Khi mà vừa mới qua nhất, chương trình thách thức danh hài đã bất ngờ hé lộ danh tính của hai giám khảo ngồi ghế nóng trong mùa sắp tới. Sau một thời gian dài vắng bóng ở trên sóng truyền hình, thì vừa mới qua nhất chương trình thách thức danh hài, chương trình mùa thứ bảy sắp tới đây sẽ được phát sóng. Và cùng với theo đó đó chính là bộ hai bộ đôi giám khảo Hoài Linh và Minh Nhí trước đó có nhiều thông tin đồn đoán rằng là việc sẽ thay thế cho hai mc trước đó đó chính là trấn thành và trường giang hai giám khảo nổi tiếng đi kèm với rất là nhiều mùa trước đó mùa đầu tiên thì là diễn viên việt hương và trấn thành sau đó thì được đổi qua là trường giang và trấn thành tuy nhiên sau một thời gian dài thì hiện tại một số lý do không biết rằng là được nêu rõ như thế nào đó nhưng mà lý do nam mc trấn thành và trường giang vắng bóng trong hai game show ắt hẳn rằng là sẽ khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi và trong đây khi từng là một trong những người mà xem chương trình cho rằng là không thể thiếu tên Trấn Thành trong tất cả các chương trình thì vừa mới qua nhất. Đây, người hâm mộ cũng khiến cho người hâm mộ cảm thấy rất là phấn khích khi mà vừa qua chương trình đã quyết định gạt bỏ cả hai tên đó chính là Trường Giang và Trấn Thành để thay thế cho hai cái tên mới đó chính là Hoài Linh và Minh Nhí, một trong những người khá là kỳ cựu trong làng hài và có lẽ đây là thông tin cực hot đối với người hâm mộ cũng bởi vì cho rằng là nghệ sĩ Hoài Linh vẫn đã không giữ chức giám khảo trong một thời gian quá dài và sự trở lại lần này của Nam danh hài hứa hẹn sẽ thu hút lượng khán giả theo dõi lớn hơn của chương trình và trong buổi giao lưu gần đây với báo chí thì đạo diễn Khương Dừa một trong những đạo diễn của truyền uh, của truyền thông Điền Quân được biết cũng là một trong những nhà sản xuất uh, thích thác Dinh Hải trong buổi phỏng vấn vừa qua thì anh cũng cho biết rằng là quyết định đàm phán thuyết phục rất là lâu thì nghệ sĩ Hoài Linh mới nhận tham gia chương trình này. Và ngoài sự thay đổi về MC trong suốt chương trình thì thách thức dinh hài môn 7 cũng đã mời thêm những cây hài rất là kỳ cựu ở trong làng tham gia trong quá trình casting như là Bảo Trung, Tấn Bê và Trung Dân. Theo đạo diễn Khương Dừa thì khán giả không chỉ lựa chọn thí sinh mà còn là hướng dẫn học về chuyên môn. Đây cũng là một điểm mới của chương trình so với các mùa trước và hiện tại nam nam ca sĩ Ngô Kiến Huy cũng không còn là người dẫn dắt cho game show nữa mà chương trình sẽ tìm kiếm MC cho một mùa giải mới. Được biết rằng là trước đó khi mà thông tin thay đổi hai bộ bộ đôi giám khảo Trường Giang và Trấn Thành khiến cho nhiều người khá là khó hiểu, bởi vì được biết rằng là liên tục vắng bóng trong một số chương trình truyền hình, thì khiến cho nhiều người cho rằng là liệu chương trình này có đủ nổi hay không. Nhưng mà để thay thế được hai cái tên nóng hổi này Trường Giang và Trấn Thành, để dường chỗ cho người có kinh nghiệm hơn, thì chắc chắn Hoài Linh và Minh Nhí là hai cái tên cũng sẽ khiến được à, khiến khán giả đón nhận nhiều hơn. Bởi được biết rằng là sắp tới đây Điền Quân sẽ chọn ra những thí sinh hay thậm chí là những thí sinh giỏi để thu về cho mình những nhân viên những nhân tài mới cho Điền Quân Bởi vì được biết rằng là trong suốt thời gian vừa qua Điền Quân cũng có khá, khá là nhiều những bộ phim Không chỉ là liên quan đến phim chiếu trên truyền hình Mà còn chiếu trên Youtube hay còn gọi là những web drama Những thông tin này cũng sẽ là một trong những thông tin khiến cho những khán giả nào Mà có tài năng cũng giống như là có hứng thú với những chương trình như thế này cũng có thể đăng ký tham gia thử và với một cái mô hình mô tuyết mới đó chính là học hỏi nhiều hơn thay chỉ còn gọi là hài nhảm thì trong suốt thời gian vừa qua trước đó thì Trấn Thành cũng giống như là Trường Giang liên tục khi mà tham gia chương trình thách thức danh hài này cũng khiến cho nhiều người tỏ ra khó chịu khi mà những màn cười vô cùng vô lý trong khi khán giả không cười được nhưng mà hai anh nam giám khảo lại cười rất là vô tư khiến cho nhiều người cho rằng là hiện tại hài cũng có đang bị sao nhãn hay không hay còn gọi là bị loãng hay không không còn mang cái tính chất đặc trưng như trước nữa khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu và thông tin này cũng là một những thông tin mới nhất Hy vọng rằng là sắp tới đây Thì Hòa Linh và Minh Nhí cũng sẽ mang đến cho quý vị khán giả Một trong những chương trình thách thức danh hài mùa thứ bảy thật là nóng hổi nhé và chương trình chuyện của sao đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thì mọi chi tiết thắc mắc quý vị cũng có thể gửi qua hộp mail của chương trình đó chính là chuyện của sao sat@gmail.com. Những quý vị khán giả nào vẫn chưa có cơ hội theo dõi trên TV thì hoàn toàn có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của đài đó chính là Sài Gòn Entertainment Television. Ngọc Ánh là cảm ơn quý vị khán giả, hy vọng rằng sẽ gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình kỳ tới.